chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của kênh truyền hình BRT. Chương trình chuyển tải đến quý vị những thông tin ghi nhận tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trưa nay Chủ nhật ngày 25 tháng 6, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Vũng Tàu bàn giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sôi nổi các hoạt động hè tại thành phố Bà Rịa. Ban chỉ huy quân sự huyện Xuyên Mộc và Phật giáo huyện trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Rác thải dạt vào Côn Đảo chủ yếu do khai thác hải sản. Mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay là những thông tin ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố mở rộng nhằm sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, ban nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Theo báo cáo của thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương đều đạt tỷ lệ khá so với kế hoạch năm đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. 6 tháng đầu năm nay, thành phố Vũng Tàu đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 4.481 tỷ đồng, bằng 52,35% kế hoạch năm 2023 và tăng 30,53% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa hơn 20.000 tỷ đồng, đạt 52,7% kế hoạch năm và tăng 10,58% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp hơn 18.000 tỷ đồng, đạt 50,21% kế hoạch, tăng 8,69% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 1.900 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán tỉnh giao, bằng 70% so với cùng kỳ. Hội nghị tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã dành nhiều thời gian để các đại biểu phát biểu, trao đổi về các giải pháp giúp thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, xoay quanh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, tập trung thực hiện năm chỉnh trang đô thị, huy động nguồn lực hoàn thành việc xóa 1.000 hộ nghèo theo chuẩn tỉnh. Bên cạnh đó, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã cho ý kiến về nội dung 8 báo cáo, 14 tờ trình trên kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục chung tay thực hiện kế hoạch trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh, ngày 24 tháng 6 tại xã Long Sơn, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức ra quân trồng cây gây rừng năm 2023. Tại lễ ra quân trồng cây gây rừng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nhấn mạnh thông điệp bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống, vì một thành phố Vũng Tàu xanh, sạch, đẹp. Qua đó mong muốn lan tỏa phong trào trồng cây xanh tới từng người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Sau lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các phòng, ban chuyên môn và doanh nghiệp đã tham gia trồng 1.300 cây xanh, bao gồm cây xanh đô thị, cây bụi và hoa các loại tại xã Long Sơn. Ủy ban Nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền các lợi ích, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Đại diện Công an thành phố Vũng Tàu đã thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân phường 12 đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên ứng dụng VNEID. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chip, có giá trị thay thế các loại giấy tờ đã đăng ký, tích hợp trên tài khoản này như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế. Qua đó phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời phản ánh kiến nghị về tình hình an ninh trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm. Những ghi nhận tiếp theo tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 tại Đại đội trinh sát Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo hè thành phố Bà Rịa tổ chức hành trình trải nghiệm quân ngũ năm 2023 cho 131 chiến sĩ nhí là đội viên, thanh thiếu niên đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Đây là những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực tốt năm học 2022-2023. Trong hành trình 3 ngày 2 đêm trải nghiệm môi trường quân ngũ, các chiến sĩ nhí được tìm hiểu về truyền thống quân đội và lực lượng vũ trang tỉnh, học gấp nội vụ, tập điều lệnh, đội hình, đội ngũ, các bài tập thể dục, võ thuật. Ngoài ra, các em còn được nghe nói chuyện chuyên đề, rèn luyện tính tự lập và lòng biết ơn cho trẻ, và tham gia các trò chơi lớn, team building, sinh hoạt lửa trại, giao lưu văn nghệ. Hành trình này giúp các em đội viên, thanh thiếu niên rèn luyện bản lĩnh, tự tin, giúp các em trưởng thành hơn, chủ động hòa nhập và phát triển trong xã hội hiện đại. Dịp này, Thành đoàn Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng 20 suất học bổng cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt. Ngày 24 tháng 6 tại khu Liên hợp Thể thao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và giải bơi lội thành phố Bà Rịa năm 2023. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 30 năm thành lập thị xã Bà Rịa, nay là thành phố Bà Rịa, ngày 2 tháng 6 năm 1994, ngày 2 tháng 6 năm 2024. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện môn bơi nhằm nâng cao thể chất và giảm thiểu các tai nạn về đuối nước cho trẻ em và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. Ngay sau lễ phát động đã diễn ra giải bơi lội thành phố Bà Rịa năm 2023 với sự tham gia của hơn 80 vận động viên đến từ các phường xã trên địa bàn thành phố. Giải thi đấu ở 3 nhóm tuổi, U11 từ 12 đến 15 tuổi và trên 16 tuổi với các nội dung bơi tự do nam nữ. Trường Cao đẳng Biên phòng Cơ sở 2 thành phố Bà Rịa phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng vừa tổ chức chương trình hiến máu năm 2023. Đội ngũ y tế Bệnh viện Quân y 175 thuộc Bộ Quốc phòng đã khám sàng lọc, xét nghiệm máu cho hơn 450 cán bộ, học viên của Trường Cao đẳng Biên phòng Cơ sở 2 tham gia hiến máu. Qua tiếp nhận và kiểm tra, 410 đơn vị máu đạt yêu cầu, vượt chỉ tiêu hơn 60 đơn vị máu so với kế hoạch ban đầu. Toàn bộ máu hiến sẽ được chuyển về Bệnh viện Quân y 175 tại thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ nhu cầu của người bệnh. Thưa quý vị, tại địa đạo Long Phước, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2022, qua đó tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu. Năm 2022, các cấp hội Chữ Thập Đỏ thành phố Bà Rịa đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với thực tế của mỗi địa phương. Qua 6 đợt tổ chức hiến máu, thành phố đã tiếp nhận 2.685 đơn vị máu, vượt gần 12% chỉ tiêu được giao. Năm 2023, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bà Rịa tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong cộng đồng, duy trì hoạt động của đội Ngân hàng Máu Sống thành phố Bà Rịa, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023. Nhằm biểu dương những giá trị cao đẹp của phong trào hiến máu cứu người, tạo động lực để tiếp tục thu hút đông đảo các tầng lớp dân dân tham gia, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Bà Rịa đã trao giấy khen cho 12 tập thể, 40 gia đình, 273 cá nhân có thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo hè phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói với chủ đề trẻ em tham gia xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Tham gia diễn đàn, trên 60 em học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến quyền tham gia của trẻ em, vấn đề bảo vệ trẻ em trong gia đình, trường học và ngoài xã hội, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước. Sau đó, các em được giải đáp, chia sẻ để có nhận thức và thái độ đúng đắn đối với vấn đề mà các em quan tâm, đồng thời được trang bị những kỹ năng sống căn bản, giúp các em tự tin hơn trong môi trường học tập và đời sống. Tiếp theo là những thông tin ghi nhận từ huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tổ chức phát động trồng cây xanh. Đây là mô hình lực lượng vũ trang tỉnh đồng hành cùng các tôn giáo trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường trái đất năm 2023. Tham gia trồng cây xanh lần này có gần 100 cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, Phật tử. Tất cả đã trồng 200 cây sao, gõ đỏ, dán hương tại trận địa tiểu đoàn pháo hỗn hợp ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Đây là hoạt động hưởng ứng chủ trương trồng mới 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu cho cán bộ, chiến sĩ, tăng ni, Phật tử và nhân dân. Từ đó chung tay xây dựng cảnh quan môi trường sinh thái trên địa bàn huyện. Tại Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hưng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc đã tổ chức giải ngân cho 22 hộ gia đình vay vốn, chương trình giải quyết việc làm, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay hộ nghèo với số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng. Xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc có 39 hộ nghèo chuẩn tỉnh. Hiện xã có 17 tổ tiết kiệm và vay vốn thuộc 4 đơn vị được ủy thác là phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và đoàn thanh niên, với tổng dư nợ hơn 38 tỷ đồng với gần 600 hộ vay. Theo đánh giá của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Xuyên Mộc, các tổ tiết kiệm và vay vốn của xã Hòa Hưng luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc hướng dẫn và đôn đốc hộ dân vay vốn trả lãi hàng tháng, đồng thời tham gia tiết kiệm và trả nợ đúng kỳ hạn. Sau gần 2 tuần tranh đấu, ngày 24 tháng 6, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng hè huyện Xuyên Mộc năm 2023 đã chính thức khép lại. Tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng hè huyện Xuyên Mộc có 11 đội bóng, nhóm nhi đồng U11 và nhóm thiếu niên U13 với hơn 100 cầu thủ chí đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Kết thúc giải chức lứa tuổi U11 được trao cho đội bóng thuộc thị trấn Phước Bửu và giải chức lứa tuổi U13 trao cho xã Phước Thuận. Giải đấu tạo điều kiện cho các em thiếu niên nhi đồng rèn luyện, nâng cao sức khỏe và thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Đây cũng là tiền đề để huyện phát hiện, bồi dưỡng những năng khiếu bóng đá, tuyển chọn và thành lập đội tuyển cấp huyện tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tranh cúp truyền hình BRT năm 2023. Những thông tin từ huyện Long Điền sẽ nối tiếp chương trình. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền phối hợp Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện quy trình số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho lãnh đạo, công chức, viên chức, các phòng ban, đơn vị huyện và 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, đội ngũ cán bộ cấp huyện đến xã của huyện Long Điền được giới thiệu về kho dữ liệu số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các chức năng khai báo, số hóa hồ sơ lên kho dữ liệu số hóa, hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu hồ sơ số hóa, mượn, trả tài liệu số hóa. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức, viên chức còn trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác. Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị các kỹ năng, kiến thức cần thiết về cách sử dụng các chức năng, quy trình số hóa hồ sơ. Từ đó, góp phần nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, tiến tới đạt mục tiêu số hóa 100% cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính còn hiệu lực từ bản giấy sang bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền đã tổ chức lễ trao tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Long Điền đã trao 80 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì gói, nước tương và 200.000 đồng tiền mặt, 80 thẻ bảo hiểm y tế và 50 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn. Tổng kinh phí trao tặng quà khoảng 130 triệu đồng do tổ chức Association Infant You Việt Nam tại Thụy Sĩ tài trợ. Thưa quý vị, với thời tiết nắng nóng hiện nay, nhu cầu sử dụng trái cây giải nhiệt ngày càng tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, từ giữa tháng 5 đến nay, mặt hàng nông sản trái cây được tiểu thương các chợ trên địa bàn huyện Long Điền nhập về bày bán khá nhiều với giá cả ổn định. Các chủng loại trái cây hè như bơ, sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, xoài, mít, bưởi, cam, quýt, thanh long, táo, ổi được tiểu thương các chợ trên địa bàn huyện Long Điền bày bán khá nhiều. Ngoài các hộ kinh doanh trái cây cố định, còn có hàng chục nhà vườn ở các huyện Châu Đức, Đất Đỏ mang trái cây vào các chợ bán để tăng lợi nhuận thu nhập. Thị trường trái cây phong phú, nguồn cung dồi dào, nhưng do sức tiêu thụ chậm, giá các loại trái cây vẫn giữ nguyên, thậm chí có một số loại trái cây giảm giá 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua gần 3 năm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp của xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ đạt hơn 1.423 tỷ đồng, đạt trên 50% chỉ tiêu nghị quyết. Tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch đạt 528 tỷ đồng, đạt trên 64% nghị quyết. Ngoài ra, các chỉ tiêu văn hóa xã hội cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây là thông tin tại hội nghị sơ kết thực hiện nghị quyết vừa được Đảng ủy xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ tổ chức. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ xã Phước Hội, gần 3 năm qua, đến việc văn hóa xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 85%, vượt 21,4% nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,01%. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Để hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy xã Phước Hội đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó khuyến khích kêu gọi đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản, phát triển đa dạng các sản phẩm ô cóp, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 95% trở lên, tiếp tục xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. 6 tháng đầu năm nay, huyện Đất Đỏ phối hợp với các doanh nghiệp và các cơ sở dịch vụ giải quyết việc làm cho 2.094 lượt lao động, đạt trên 56% so với kế hoạch năm. Trong đó, giải quyết việc làm mới 1.590 lượt lao động, đạt trên 83% kế hoạch. Năm 2023, huyện Đất Đỏ đề ra mục tiêu duy trì tạo việc làm cho khoảng 3.700 lao động, trong đó tạo việc làm mới trong năm cho từ 1.900 lao động trở lên. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, địa phương đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ giải quyết việc làm cho đối tượng yếu thế, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Huyện Đất Đỏ cũng chỉ đạo các ngành chức năng, các xã thị trấn rà soát, thu thập thông tin về cung cầu lao động, nắm bắt nhu cầu việc làm cũng như rà soát nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các lao động trên địa bàn huyện. Nhờ đó đến nay, địa phương đã thực hiện được gần 60% kế hoạch năm. Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay là huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2023-2025 trên địa bàn huyện. Huyện Côn Đảo là chính quyền một cấp, không có cấp xã, dưới chính quyền cấp huyện có 9 khu dân cư. Công tác bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2023-2025 đã được địa phương tiến hành đúng quy trình, thời gian và đã thành công vào ngày 26 tháng 3, với tổng số 2.270 cử tri, đại diện cho 2.270 hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện tham gia bầu 9 trưởng khu dân cư, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, 4 trưởng khu dân cư có tuổi đời từ 41 đến 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 44,4%, 3 người có tuổi đời từ 51 đến 60 tuổi, chiếm tỷ lệ 33,3%, và 2 người từ 61 tuổi trở lên, chiếm tỷ lệ 22,22%. Về giới tính, có 3 trưởng khu dân cư là nữ, chiếm tỷ lệ 33,3%, và 6 nam chiếm tỷ lệ gần 66,7%. Về chính trị, có 8 trên 9 trưởng khu dân cư là đảng viên, chiếm tỷ lệ 88,89%, có 6 trên 9 trưởng khu dân cư là người tái cử, chiếm tỷ lệ 66,67%. Tại hội nghị tổng kết công tác bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã ra quyết định và tặng hoa chúc mừng 9 trưởng khu dân cư trúng cử, đồng thời khen thưởng cho 2 tập thể, 28 cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp vào công tác tổ chức bầu cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo chủ trì phối hợp với các đoàn thể huyện tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã thông tin tới các đại biểu về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã có 22 ý kiến kiến nghị đến lãnh đạo huyện xoay quanh các vấn đề như phương án cung cấp điện, nước, phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp, giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch, các loại hình vui chơi, giải trí, phục vụ du khách mang thương hiệu riêng của Côn Đảo, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, hóa giá nhà thuộc sở hữu nhà nước, vấn đề xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường, vân vân. Tất cả các ý kiến kiến nghị đều được các cơ quan chức năng của huyện giải đáp cụ thể. Công an huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên môi trường không gian mạng cho các thành viên thuộc cấp ủy, ban điều hành, ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đại diện Công an huyện Côn Đảo đã thông tin đến cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng trên không gian mạng. Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Công an huyện Côn Đảo khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, chuyển tiền cho bất kỳ người nào khi chưa biết rõ nhân thân lai lịch, thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Thưa quý vị, kết quả giám sát rác thải của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo từ năm 2019 đến hết năm 2022 cho thấy rác thải nhựa dạt vào Côn Đảo chiếm 95% về số lượng và 92% về khối lượng so với các nhóm rác khác. Kết quả giám sát rác thải của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo từ năm 2019 đến hết năm 2022 cho thấy rác thải nhựa dạt vào Côn Đảo chiếm 95% về số lượng và 92% về khối lượng so với các nhóm rác khác. Thành phần rác thải nhựa trôi dạt vào Côn Đảo trong 4 năm qua có 5 loại chính, gồm dây thừng, lưới chiếm 79%, bánh nhựa mềm, bọc ni lông 15%, mảnh nhựa cứng, nắp, chai nhựa từ 1% đến 4% trên năm. Qua phân tích thành phần rác, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết rác thải ra biển chủ yếu từ các phương tiện khai thác thủy sản xa bờ và gần bờ xung quanh vùng biển Côn Đảo. 6 tháng đầu năm 2023, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo tiếp tục giám sát rác thải nhựa đại dương trên rạn san hô tại Hòn Cao, Bãi Dương và Bãi Bờ Đập, Hòn Bãi Cạnh, đồng thời thu gom xử lý rác nhựa rạn san hô tại Bãi Bờ Đập và Bãi Cát Lớn, Hòn Bãi Cạnh, Hòn Tài, Hòn Tre Lớn và Ông Đụng. Kết quả đã thu gom, xử lý hơn 800 kg rác nhựa trên rạn san hô và tiêu diệt 709 con sao biển gai. Chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.